Thủy Tiên xin lỗi và trả lại 30 triệu, người chuyển nhầm bị hàng trăm fan của nữ ca sĩ đe dọa. Liên quan đến vụ lùm xùm chuyển nhầm tiền từ thiện gây xôn xao mạng xã hội thời gian gần đây, mới đây Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng xin lỗi, đồng thời chuyển trả lại 30 triệu đồng cho tài khoản Facebook Thi Hồng. Trong khi trước đó vào tối 3 tháng 6, Thủy Tiên đăng status cho rằng khán giả kia không minh bạch cố tình gài bẫy cô chứ không hề có chuyện chuyển nhầm, đồng thời đính kèm loạt sao kê làm bằng chứng. Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra Thủy Tiên có chút nhầm lẫn, bởi số được in trong chứng từ giao dịch là số thẻ chứ không phải số tài khoản như nữ ca sĩ đã đề cập. Ngay lập tức, bài đăng của nữ ca sĩ đã bay màu. Trong dòng trạng thái mới nhất, nữ ca sĩ khẳng định mình không hề xóa bài viết và nhận lỗi với vị khán giả kia. Ngoài ra, Thủy Tiên cũng đăng tải hóa đơn có giá trị 30 triệu và cho biết đã hoàn trả lại tiền cho vị khán giả chuyển nhầm. Dòng trạng thái của Thủy Tiên: về post ngày hôm qua, Tiên không hề xóa. Có thể Facebook hiểu nhầm trong post có thông tin cá nhân riêng tư gì đó nên đã bị gỡ, ảnh đính kèm bên dưới. Bên Tiên đã nhận được email phản hồi của bạn HP cung cấp lại thông tin chính xác. Bạn P cũng không biết tại sao khi chuyển tiền thì trên sao kê chỉ hiện lên số thẻ, trong khi bạn lại cung cấp số tài khoản. Đó là lý do vì sao bên mình không tìm được giao dịch của bạn. Tiên rất mong mọi người thông cảm cho sai sót này. Làm ca sĩ, trên phô một nốt Tiên có thể nhận ra ngay. Còn nhìn một dãy số để biết đây là số tài khoản ngân hàng hay số thẻ thì quá khó đối với Tiên. Từ sau lần này, Tiên đã có thêm kinh nghiệm trong việc đối chiếu các giao dịch với ngân hàng. Tiên muốn gửi đến bạn HP một lời xin lỗi chân thành vì đã hiểu nhầm bạn. Mong rằng bạn sẽ luôn giữ được tấm lòng hướng đến cộng đồng. Mình sẽ chuyển lại về cho bạn theo đúng như các thông tin đã nhận được. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Đông đảo fan hâm mộ bên vực Thủy Tiên cho rằng lòng tốt của cô lại vướng vào những chuyện không hay, rắc rối từ trên trời rơi xuống. Dân mạng còn chỉ ra việc cô gái kia đòi lại số tiền 30 triệu đồng, trong đó đã có 300.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Lẽ ra Thủy Tiên chỉ cần chuyển lại 29 triệu 700.000 đồng mà thôi. Netizen cho rằng việc chuyển tiền nhầm trước tiên là lỗi vì khán giả kia đã không cẩn thận. Đến khi sự việc xảy ra, người này cũng không cung cấp đủ thông tin khiến ekip Thủy Tiên gặp khó khăn trong việc truy vấn. Trên thực tế, số tiền ủng hộ miền Trung từ đợt trước vốn đã được giải ngân hết. Chính Thủy Tiên phải bỏ tiền túi để hoàn lại cho những khán giả mắc sai lầm chuyển nhầm như thế này. Tuy nhiên, mới đây, một fanpage chuyên về showbiz đã cho rằng Thủy Tiên photoshop hình ảnh bài viết bóc phốt người chuyển nhầm tiền. Cụ thể, trang này viết: Thủy Tiên khẳng định mình không hề xóa bài mà chỉ bị report dạng bài riêng tư, vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook. Đúng là bài viết tối qua của Thủy Tiên đã đăng full HD không che các thông tin cá nhân của Mạnh Thường Quân xui xẻo kia, khiến cho người đó bị rất nhiều người nhắn tin đe dọa. Bay khẳng định tấm ảnh Thủy Tiên dùng làm bằng chứng. Mình bị report mất bài là một sản phẩm của Photoshop. Bằng chứng là: 1. Nếu bài bị report, khung bài viết không thể hiện nút follow. 2. Bài bị vi phạm một quyền riêng tư thì chỉ nhận được thông báo chứ không hiển thị lại nội dung bài thế này nữa. Hoặc có thể Thủy Tiên đặc biệt hơn nên Facebook ưu ái thì chưa biết. Hiện ekip Thủy Tiên vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Tuy nhiên, việc cô lên xin lỗi nhận mình đã sai sót và trả lại tiền cho Mạnh Thường Quân sau một thời gian dài im lặng là động thái mà cộng đồng mạng đã mong chờ bấy lâu nay. Tưởng chừng như sự việc đã kết thúc, nhưng mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao trước thông tin có nhiều fan Thủy Tiên nhắn tin đe dọa Thi Hồng bằng những lời lẽ xúc phạm và còn đòi đến tận nhà hành hung cô. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin một chiều đang được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có bằng chứng cụ thể nào để xác nhận hành vi này là fan Thủy Tiên làm, cũng như tính thật giả của loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn đe dọa. Một số cộng đồng mạng cũng suy đoán đây có thể là hành động của anti-fan, bởi việc làm này nhìn từ bên ngoài giống như đang bảo vệ Thủy Tiên, nhưng thực chất lại gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh uy tín của nữ ca sĩ. Hiện sự việc vẫn đang gây tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội.